Sáng nay, hàng nghìn thanh niên của thành phố Hà Nội đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trí tuệ nhân tạo AI dự kiến sẽ mang tới nhiều bất ngờ khi các nhà sản xuất điện thoại đang tập trung cải thiện doanh số bằng công nghệ tại triển lãm di động lớn nhất thế giới MWC 2024. Tảo hôn lại thêm nghèo đói, khó khăn bủa vây con đường đến trường của các em nhỏ vùng cao. Câu chuyện tiêu điểm ngày hôm nay. 6 học sinh bị đuối nước đã được cứu sống. 6 em này tắm ở bãi biển thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đây là nơi mà có cảnh báo nguy hiểm, nhưng mà do là người địa phương khác xuống tắm nên các em không để ý biển báo. Hiện thì 5 em sức khỏe ổn định, 1 em đã được đưa đi cấp cứu. Còn Bộ Y tế chỉ đạo rà soát phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật dịch vụ y tế để lấy hoa hồng, gây phiền hà cho người bệnh, nhằm trục lợi từ người bệnh cũng như là quỹ bảo hiểm y tế. Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định tại luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan, trong đó có nhiều quy định quan trọng. Tròn 25 ngày tuổi, em bé đầu tiên can thiệp thông tin từ bào thai được ba mẹ đưa trở lại bệnh viện để tái khám. Để có được ngày hôm nay, hành trình mà ba mẹ cùng đội ngũ y bác sĩ và đặc biệt là chính bản thân con đã trải qua đầy thử thách nhưng cũng đầy quyết tâm và đáng để tự hào. Sau khi bà mẹ đã được giải thích tất cả những cái rủi ro, tất cả những cái sự thật đó là đây là trường hợp được can thiệp tim thai lần đầu tiên luôn, nhưng người nhà vẫn rất quyết tâm và đặc biệt là rất tin tưởng ở đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Nhi đồng 1 cũng như là bệnh viện Từ Dũ. Hai vợ chồng cũng muốn cho bé một cái cơ hội tốt để có cuộc sống tốt hơn, nên nó là động lực mà lớn để hai vợ chồng có thể quyết định. Các bác sĩ cũng tư vấn rất là tận tình, cho nên là vợ chồng em rất là tin tưởng các bác. Thì đó là một cái động lực rất là to lớn. Và dĩ nhiên, đối với nhân viên y tế thì không có cái gì quý giá hơn là mình cứu được cái tính mạng của người bệnh. Lúc đó chỉ mong bé thành công thôi, còn mọi đau đớn thì em có thể chấp nhận được hết. Thực sự là trước khi mình làm cái ca này đó thì trong đầu mình đã định hình đó chứ, đường đi thế nào trong đầu mấy đêm trước, mấy ngày trước, là cả tuần trước là mình đã định hết rồi. Mình ăn uống cà phê mình cũng nghĩ tới nó, mình sẽ đi vô sao rồi nó nghiêng bên này, ẹo bên kia sao, mình phải tính hết á. Mà nó hình thành trong đầu mình rồi, cái tim nít nó chút xíu rồi, tim sơ sinh nó bằng cái quả dâu rồi chút xíu đó. Thành ra cái khó nhất làm sao mình luồn được đi đúng cái hướng, mình đục qua cái lỗ cái màn đó. Rồi khi nó qua được rồi thì cái động tác khác mình đưa cái dụng cụ lên mình nông thì nó đơn giản hơn. Nhìn cái khoảnh khắc bé ra đời mà bé khóc to, hồng hào mà không cần phải thở oxy thì thật sự nó vỡ òa cái cảm xúc á. Cảm thấy không còn cái gì là quý giá hơn, và tất cả mọi những cái lo lắng, tất cả những cái khó khăn mà gần như cái cả một cái quá trình mấy tháng trời mình phải đối mặt á, thì gần như nó rất là nhẹ nhàng. Là một cái món quà gần như là vô giá đối với nhân viên y tế. Trọng tâm chính của câu chuyện này đó là bệnh nhân, đó là cái em bé trong bào thai đó, nó cần được làm, mình có khả năng làm thì tại sao mình không làm? Thưa quý vị, sáng nay thì 30/30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Toàn thành phố có 3.700 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 794 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Lễ giao nhận quân được các quận, huyện tổ chức trang trọng để ngày hội tòng quân thực sự trở thành một kỷ niệm ấn tượng đáng nhớ đối với mỗi công dân khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của gần 4.500 thanh niên thủ đô hăng hái lên đường nhập ngũ, sáng nay tại sân vận động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn 179 thanh niên ưu tú của quê hương Hoài Đức lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. 179 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại 10 đơn vị gồm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh chủng Thông tin Liên lạc, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Hóa học, Sư đoàn Không quân 371, Đoàn nghi lễ quân đội, Cục tác chiến điện tử, Bộ Tổng tham mưu và
và Công an thành phố Hà Nội. Đây là những đơn vị có bề dày thành tích trong chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Năm nay thì toàn huyện điều động khám sức khỏe tổng số là 612 công dân, trong đó có 378 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, 257 công dân có trình độ văn hóa trung học cơ sở, phổ thông trung học, 86 công dân có trình độ đại học, cao đẳng. Đã trở thành truyền thống thì nhân dịp này, huyện Hoài Đức cũng đã trao tặng sổ tiết kiệm cho 179 tân binh, mỗi sổ có trị giá là 5 triệu đồng. Đây là cái sự động viên, khích lệ cũng như là tin tưởng của lãnh đạo huyện Hoài Đức đối với các tân binh sẽ nhanh chóng làm quen với môi trường quân đội, công an, tích cực tu dưỡng rèn luyện để phấn đấu trở thành những người chiến sĩ ưu tú. Với truyền thống thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, trong số 179 chiến sĩ trẻ lên đường nhập ngũ sáng ngày hôm nay thì cũng có không ít tân binh đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, thế nhưng mà cũng sẵn sàng xếp bút nghiêng để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn được đóng góp một phần công sức tuổi trẻ của mình vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm qua, ngày 25 tháng 2, thì một ô tô khách 29 chỗ đang lưu thông theo hướng từ thị trấn Tam Đảo đi thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc thì bị mất lái, đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5 mét, làm cho 7 người bị thương. Khi xảy ra tai nạn thì trên xe có 29 người, bao gồm lái xe. Các hành khách là cán bộ hưu trí của Bệnh viện Quân y 110 tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn đã khiến 6 người trên xe bị choáng và một người bị gãy tay, không có nạn nhân tử vong. Tất cả những người bị thương sau đó đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và Bệnh viện Quân y 109 để kiểm tra. Còn tại Hà Nội thì quận Tây Hồ là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ ô tô và xe máy, khu vực xung quanh phủ Tây Hồ hay là chùa Trấn Quốc. Vâng ạ, và việc thu phí tự động thì bước đầu đã góp phần giảm thiểu phát sinh về giá trông giữ xe, giảm ách tắc giao thông, tạo nên một không gian văn minh, lành mạnh cho người dân đi lễ chùa đón chào năm mới. Phủ Tây Hồ hiện tại có 4 bãi trông giữ xe, 3 cho ô tô và 1 cho xe máy. Tất cả các bãi đều chấp nhận thanh toán không tiền mặt, cũng như niêm yết giá trông giữ xe công khai và minh bạch. Việc mà được niêm yết cái giá công khai này cũng đảm bảo cho người dân chúng tôi đã yên tâm khi đi vào lễ, nó không bị chặt chém, cũng như không tạo cái tâm lý bức xúc. Theo thống kê của Công an phường Quảng An, dịp cao điểm Tết, mỗi ngày phủ Tây Hồ có khoảng 1.000 lượt xe ô tô và 9.000 lượt xe máy ra vào, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, trộm cắp tài sản. Việc triển khai đề án 06 áp dụng công nghệ thông tin vào việc trông giữ các phương tiện tại khu vực phủ Tây Hồ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về sau. Cùng với việc thu phí trông giữ xe không tiền mặt, cơ quan chức năng quận Tây Hồ cũng vận động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh quanh khu vực phủ Tây Hồ chấp nhận thanh toán không tiền mặt qua hình thức chuyển khoản, quét mã QR. Việc này không chỉ tạo sự thuận lợi cho người dân mà còn giảm thiểu tình trạng kẻ gian lợi dụng sự đông đúc trong lễ hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn và văn minh tại không gian linh thiêng nơi thờ tự. Vâng, những hình vẽ nguệch ngoạc như là quý vị đang thấy ở đây, nó lại xuất hiện tràn lan tại nhiều vị trí ở cầu Ba Son, một biểu tượng kiến trúc mới trên sông Sài Gòn của thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là tình trạng vẽ bậy bôi bẩn này đã xuất hiện trước đây và đã được cơ quan chức năng tẩy xóa. Nay thì tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Thậm chí là hàng loạt hình vẽ bậy chưa kịp tẩy xóa lại tiếp tục bị họa thêm nhiều hình mới ma mị nhếch nhác hơn. Hai bên lối đi bộ lên xuống của cầu Ba Son đều bị phủ kín bằng những hình vẽ nguệch ngoạc và xấu xí như thế này. Dưới trụ cầu Ba Son cũng bị vẽ bậy, những hình vẽ với kích thước lớn mà không ai hiểu ý nghĩa của nó là gì. Những vết sơn màu xanh màu đỏ như thế này là những vết tích còn lại của những hình ảnh xấu xí nguệch ngoạc mà chúng tôi đã từng phản ánh trước đây. Lực lượng chức năng đã lên kế hoạch để tẩy xóa nó. Tuy nhiên, thực tế hiện tại thì đã có những hình ảnh xấu xí và nguệch ngoạc khác đè chồng lên những hình ảnh cũ với một kích thước lớn hơn rất nhiều. Những cái vết vẽ và nguệch ngoạc như thế thì nó giống như là một cái bức tranh mà vô tình bị lem mực hay là bị dính mực ở trên đó vậy. Nên là theo nghĩ là nó hơi mất thẩm mỹ. Không có hiểu lắm những cái ý nghĩa của nó. Với lại tôi vẫn thấy nó nhem nhuốc, với lại nó làm xấu đi cái mỹ quan của cầu Ba Son và nó gây ảnh hưởng đến khách du lịch cũng như là những người đi qua đây. Chỉ tính riêng tại chân cầu Ba Son phía quận 1 đã có hơn chục hình ảnh vẽ bậy với kích thước lớn. Lực lượng bảo vệ cho biết dù đã tăng cường nhân sự nhưng các đối tượng vẽ bậy thường canh thời điểm vắng người để vẽ nên khó phát hiện. Hôm mà tôi trực ở đây thì chiều tôi về là không có, nhưng sáng trở lại thì có. Còn cũng nghe anh em nói là lúc trước cũng có nhưng đã được tẩy xóa rồi. Cái chất này nghe mấy anh bên cầu đường nói là tẩy rất là khó. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lắp 5 camera tại dạ cầu Ba Son
Bên cạnh đó, cầu sẽ được sơn loại chuyên dụng để chống dính, vẽ bậy có thể lau chùi nhanh. Dự án này sẽ được làm vào quý 2 năm nay. Chiều tối qua thì đã xảy ra cháy rừng tại khu vực quần thể khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Khu vực rừng bị cháy là rừng thông tự nhiên, khoảng 30 người thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy, một xe bồn và nhiều bình chữa cháy di động đã được huy động để dập lửa. Đến khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua thì đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên ngay sau đó thì một cây thông đang cháy dang dở đã gãy xuống, tàn lửa phát tán ra bên ngoài gây cháy trở lại. Đến khoảng 19 giờ ngày hôm qua thì đám cháy mới được dập tắt. Nguyên nhân của vụ cháy cũng như là diện tích rừng bị cháy, bị ảnh hưởng đang được thống kê làm rõ. Thích lấy vợ sớm, thích lấy chồng sớm. Chị quảng tay đi lấy chồng thì bố mẹ bảo là phải sớm cùng bố mẹ đi làm. Con đường tìm cái chữ của các em quá vất vả. Từ đỉnh Pha Luông, Sơn La hùng vĩ, bốn mùa mây răng, nhiều em nhỏ đã và đang phải đối diện với việc không được đến trường hoặc phải bỏ học nửa chừng. Tảo hôn lại thêm cái nghèo bùa vây, cơ hội được tiếp cận với con chữ thực sự không hề đơn giản với những đứa trẻ ở nơi này. Gia đình dưới chân núi Pha Luông, mới lên 2 nhưng đã làm anh bởi cha mẹ về ở với nhau khi mới tròn 14-15 tuổi. Để rồi sau 4 năm đã có 3 mặt con. Người mong thế mà. Người mong thích lấy vợ sớm, thích lấy chồng sớm. Nhưng mà lấy sớm rồi giờ sinh con như thế thấy có vất vả không? Có chứ anh. Nhưng mà lúc đấy đâu có hiểu như thế đâu. 19 đôi mươi đã có đàn con. Chuyện không phải hiếm của người Mông ở Pha Luông. Này Mông, cứ chút đôi bên này luôn. Ít nhà luôn, con năm qua rồi, năm qua đến 1, 2, 3, 4 năm rồi. Thế năm đứa trẻ con có giấy khai sinh không? Tụi nó không có khai sinh. Vì sao hai đứa còn lại chưa có? Không biết. Vì tảo hôn, việc làm giấy khai sinh cho con gặp không ít khó khăn. Càng trở ngại hơn khi bố mẹ đều là người không biết chữ. Không biết đâu. Cứ nhìn đi nhìn lại nó không biết cái gì. Để rồi khi con đã hơn 10 thì mới làm được giấy khai sinh. Vì sao cái đứa lớn nhất mà lúc mà làm xong rồi lại không cho nó đi học? Nó làm xong thì nó lớn rồi. Bây giờ nó có cái giấy khai sinh đầy đủ rồi, nó mà không có tiền đi học, cho nó đi học. Con ở tuổi đến trường thì chưa có giấy khai sinh. Khi có khai sinh thì lại không có tiền cho con đến trường. Nhà chín mặt con, nay lại nuôi thêm cháu. Bởi vậy đứa nhỏ đến trường thì đứa lớn phải nghỉ học. Chị quảng tay đi lái chung thì bố mẹ bảo là phải xuống cùng bố mẹ đi làm. Theo đó bố mẹ làm là ăn trên này, không làm thì rất là khổ. Mình phải cho nó học để nó biết chứ. Càng học được càng tốt thôi mà anh. Dẫu hiểu càng học được càng tốt. Tuy nhiên nó chỉ dừng trong ý nghĩ, còn hành động vẫn kẹt trong xó cửa. Để rồi ước mơ của con trẻ chỉ được viết lên một cách nguệch ngoạc, còn thực hiện thì vẫn là điều chưa thể. Tại hai điểm trường tiểu học bản Pha Luông và Suối Chín thuộc xã Triềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hiện có gần 200 em học sinh theo học. Tất cả các em đều là người dân tộc Mông. Không ít trường hợp các em đến lớp khi đã quá tuổi. Có em 10 tuổi mới học lớp 2, 14 tuổi học lớp 4. Không khó bắt gặp trường hợp các anh chị em ngồi học chung một lớp. Hiện nơi đây hàng trăm đứa trẻ đã và đang nhọc nhằn để bám từng con chữ. Rời bản cũ cách điểm trường hàng chục km, chúng tự lập trong những lán trại tạm bợ do cha mẹ dựng lên. Tự thân, tự chăm lo cho nhau hàng ngày mà không có bàn tay chăm sóc của người lớn. Mỗi ngày như mọi ngày, sau giờ tan trường, những đứa trẻ lớn hơn nhận nhiệm vụ đi lấy củi. Con được nhiều chưa? Chưa bao giờ à? Con sắp đủ chưa nhỉ? Chưa. Cháu cho cháu tay rồi. Đi làm ra biết mỗi chân trái, biết nhìn thấy là kia chân trái. Ok, mất chí rồi.
mặt trời khuất núi cũng là lúc hoàn thành một phần nhiệm vụ sau giờ học. Cần có sự dự trữ, bởi củi đốt là thứ không thể thiếu khi đông về. Đấy là nhiệm vụ của các con. Ở đây thì các con không có bố mẹ, nên là cái việc mà phân chia nhiệm vụ thì các con tự giác, nó cũng là một thói quen. Ví dụ như em bé lớp em đây là lớp 1 này, thì các con là em bé về là chuyên đi xách nước. Xách nước về cho các chị nấu cơm là ngày nào cũng thế. Cứ hết giờ học là lại thấy em xách hai cái can 5 lít ấy, đi ra bể nước để lấy nước về. Còn các anh chị lớp lớn, lớp 5, lớp 4 ấy, chăm các em 3, 2, 1 cho đến mầm non thì nấu cơm cho các em. Trước khi đi học là đã có một nồi cơm là nóng ở trên bếp rồi. Và đến trưa về là sẽ nhiệm vụ cho các em ăn xong, dọn dẹp. Tối cũng như thế. Gà gáy đầu, lũ trẻ réo nhau dậy. Bữa ăn sáng nay đặc biệt hơn mọi khi, bởi bố mẹ chúng đã kịp tiếp tế thêm trứng. Có nhóm trẻ được ít cá khô, nhưng phải luôn dè sẻn. Bốn con, bảy người ăn. Bốn con cá khô cho bảy miệng ăn, nhưng nay lại thêm bốn, bởi nhiều em bố mẹ chưa kịp phụ cấp lương thực thì phải ăn nhờ. Để dễ trôi, cơm chan nước sôi vốn là món quen thuộc. Hay có câu là lá lành đùm lá rách, nhưng mà các con ở đây thì em nghĩ là cũng không hiểu được điều đấy. Nhưng mà đây là theo một cách tự nhiên thì các con đã đùm bọc lấy nhau. Lán tạm, năm đứa trẻ nay vui hẳn bởi có người lớn xuống thăm. Không điện, tù mù và chật trội, nhưng chúng đã vốn quen với nơi này. Có bé đã gắn bó ở đây được hơn 5 năm. muốn đi nhà nữa, cũng con bố về nhà, nó không học rồi, không muốn học rồi, như thế, như là mình cứ cho học, thương, như là mình không cho xuống học thì nó không biết gì, nó phải xa, nó phải cố và cho nó học. Con chữ vốn khó, nay càng trở nên gian nan. Nhưng không vì thế mà lũ trẻ bị khuất phục. Dẫu chưa biết có điều gì hay ở mỗi con số và những chữ viết, nhưng ít nhiều, bọn trẻ dần thấy thân thuộc. Vì không phải là điểm trường bán trú nên dù học cả ngày nhưng các em học sinh tiểu học tại hai điểm trường Pha Luông và Suối Thín phải tự lo bữa ăn cho mình. Tại bản trường Mông này, suất ăn trưa chỉ dành cho các bé ở cấp học mầm non. Hơn 7.000 đồng trên một suất ăn trưa cho một bé, đây là số tiền mà nhà trường quyên góp được từ nhiều nguồn thiện nguyện khác nhau. Cô giáo đứng lớp sẽ kiêm nhiệm luôn việc mua sắm thực phẩm và nấu nướng hàng ngày. Việc có bữa ăn trưa cũng khiến nhiều phụ huynh cho trẻ đến điểm trường nhiều và đều hơn. Tuy nhiên, với kinh phí và nhân sự như hiện tại, điểm trường cũng chỉ đáp ứng được gần 30 suất ăn cho các bé vào 5 ngày trong tuần. Đối diện với muôn vàn những khó khăn, những bước chân đi tìm con chữ của các em nhỏ vẫn luôn có sự đồng hành của các thầy cô giáo, cùng nhau vượt qua bao khó khăn để có thể chạm tay được vào con chữ. Dù còn nhỏ, nhưng các em đều hiểu rằng chỉ có học hành mới giúp bản thân tỏa hơi ấm vào đám mây mù và mở ra một tương lai quang rạng hơn nơi Pha Luông bốn mùa mây phủ. Tôi tên là Giang Thị Dụ, học lớp 4 Pha Luông. Năm nay em có 12 tuổi. Đến trường muộn 3 năm vì bố mẹ không kịp làm giấy khai sinh. Thế nhưng hàng ngày cô bé vẫn không ngừng nỗ lực để viết nên ước mong. Đi học, mình cần đây vui, đâu gì có gì. Sáng cần đâu gì, sáng mỗi từ cô giáo.
Ôi cô dạy khá bố cháu mình nhớ bố mình nhớ Harry Potter. Cũng không có gì là xa vời bởi vì nó là ước mơ mà. Để đạt được cái mong muốn đó hay không thì lại phải chính cá nhân các con nỗ lực. Thế nhưng mà cái cá nhân các con nỗ lực thì lại cũng phải đồng hành là các thầy cô nữa. Mỗi học sinh có một hoàn cảnh khác nhau. Trẻ không may bị dị tật. Nhiều em đi học quá độ tuổi. Có em phải nương nhờ người thân khi không còn bố mẹ. Ở lớp mình cũng có như là em Lừ kia. Không có cô chú như ở với ông bà. Gia đình vẫn tạo điều kiện và các con vẫn có sự quyết tâm và các con vẫn theo học. Vượt trở ngại, nay việc đến lớp với các em không còn là nghĩa vụ mà dần thành thói quen. Hôm qua sao con nghỉ học? Con đi tỉnh Châu. Sao không xin phép cô? Có số điện thoại của cô sao không bảo bố mẹ gọi điện xin nghỉ? Nhà không có điện thoại à? Trường hợp này đặc biệt thì cô không mắc lỗi. Cô giáo chỉ bất kỳ nhá. Đây. E. Rồi, tiếp. B. Âm thanh từ những buổi học đầu tiên. Hai dòng. Những nét chữ đầu đời. Chữ O. Vòng từ đây nhà rùa. Vòng từ đây sang lên nửa ô này. Cô giáo, nay ngoài việc dạy chữ thì kiêm luôn nhiều vai. Khi các bé đến tuổi dậy thì mình cũng phải đóng vai như là một người mẹ này, một người chị. Và đôi lúc lại cũng giống như là một bảo mẫu. Rồi lại cũng giống như là một cô y tá. Đưa ra một số cái cách để con vệ sinh cho nó đảm bảo sạch sẽ khoa học. Để giúp cho con là đến lớp con không e ngại vào những cái ngày đấy. Nhưng không vì thế mà thiếu đi sự nghiêm khắc. Nào nào, các bạn chớ cái làm gì đấy, buồn ngủ à? Buồn ngủ thì phải đi ra kia rửa mặt nhá. Nếu như mà mình mà chảnh mảng mà không nghiêm khắc thì các em lại được đà, các em sẽ không ấy đâu, không học tốt đâu. Nào nào nào, sao nhỉ? Thôi thế đấy nhỉ? Các bạn phải tập trung vào cho tôi chứ. Ai mà này là để ấy, ba lần là tôi sẽ cho các bạn lên kia đứng. Chân bận thế nhỉ? Ba tôi đang mặt trời. Rồi con lên cao hơn nữa đi nhé. Đào mặt kia ra đây. Mọi hà khắc chợt tan biến. Cô trò truyền cho nhau hơi ấm. Hy vọng đủ băng qua chặng đường dài. Neo con chữ nơi vùng cao. Thưa quý vị, trưa ngày hôm qua thì ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 8 người khác đã bị thương sau một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo ở miền Bắc của Ấn Độ. Xe cứu hỏa và xe cứu thương đã được điều đến hiện trường khi mà khói bốc lên cùng những mảnh vỡ từ nhà máy. Hỏa hoạn đã bùng phát, người ta nghe thấy tiếng nổ từ cách nhà máy cả vài km. Cảnh sát cho biết là các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm thêm những người còn sống sót và xác định danh tính của những người đã thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được xác định. Tai nạn công nghiệp thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ với lý do phổ biến là sự coi nhẹ các tiêu chuẩn an toàn cũng như là thiếu giám sát từ phía cơ quan chức năng. Một nhóm 5 người di cư, trong đó có một người đàn ông Guatemala và bạn gái, ngày hôm thứ Bảy vừa qua đã đi theo một người đàn ông Mexico để hai lần vượt sông vào Mỹ, nhưng tai nạn đã xảy ra. Một lần nữa, việc này cho thấy là những rủi ro của hành trình vượt biên đến với giấc mơ Mỹ. Trong lần liều mình thứ hai thì dòng sông đã cuốn cả nhóm về phía hạ lưu, khiến cho họ phải hét lên cầu cứu trong khi cố bám chặt vào nhau. Các thành viên của lực lượng vệ binh và cảnh sát quốc gia Mexico đã nhảy xuống nước, kéo người trưởng nhóm đã bất tỉnh vào bờ và nỗ lực hồi sức cho anh ta. Lực lượng Mexico cũng đã dùng một cây gậy dài để cứu một người phụ nữ Colombia đang vật lộn với dòng nước. Một số người di cư khác vào được bờ, thế nhưng khi đêm xuống thì một người phụ nữ Guatemala vẫn mất tích và hiện vẫn chưa rõ liệu cô còn sống hay không. Nhiều người Mỹ đang ngày càng bày tỏ sự bức xúc với vấn đề di cư ở biên giới phía Nam. Đây đã trở thành một trong những vấn đề tác động lớn đến quyết định của nhóm cử tri chủ chốt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Ngày hôm qua, thì Thủ tướng Ấn Độ Modi đã thực hiện một hành động hiếm thấy, đó là xuống nước để cầu nguyện tại một ngôi đền Hindu nằm dưới biển. Ông Modi đã được đưa xuống biển Ả Rập, đoạn ở bang Gujarat để cầu nguyện và dâng một cây đũa phép Long Công tại đền. Ông đã mô tả trải nghiệm của mình mang tính tâm linh sâu sắc và vô cùng thiêng liêng. Trong đạo Hindu, thì một thành phố có tên là Dwarka đã được thần Krishna tạo ra, sau đó bị nhấn chìm xuống nước khi mà vị thần rời khỏi trái đất. Trong bối cảnh các nhà sản xuất
đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để cải thiện doanh số, thì trí tuệ nhân tạo AI dự kiến sẽ là công nghệ bao trùm không gian triển lãm di động lớn nhất thế giới MWC 2024 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Sự kiện sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày hôm nay đến ngày 29 tháng 2 tới. Triển lãm di động thế giới MWC 2024 diễn ra trong bối cảnh số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu năm ngoái giảm còn 1,17 tỷ chiếc. Đây là mức giảm trong năm thứ hai liên tiếp do người tiêu dùng có xu hướng điều chỉnh hành vi mua sắm, hạn chế mua mới và nâng cấp thiết bị của họ. Một phần do các sản phẩm thiếu sự cải tiến, lạm phát cao và những khó khăn về mặt tài chính. Do vậy, để cải thiện doanh số, các nhà sản xuất điện thoại được cho là sẽ ra mắt các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho các thiết bị cầm tay mới nhất của họ. Google của Mỹ và Samsung của Hàn Quốc dự kiến sẽ trình làng những mẫu smartphone mới nhất với các công cụ hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo như chỉnh sửa hình ảnh nâng cao và công cụ tìm kiếm trực tuyến. Hai nhà sản xuất lớn khác từ Trung Quốc là Honor và Xiaomi cũng sẽ giới thiệu những mẫu điện thoại với camera có khả năng cảm nhận chuyển động để phát hiện và tự động chụp ảnh vật thể chuyển động vào thời điểm đẹp nhất. Thực tế là mọi người dùng điện thoại di động của họ lâu hơn bao giờ hết. Nghiên cứu cho thấy, trung bình ở châu Âu, mọi người sở hữu một chiếc smartphone trong khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm. Hiện người mua mới kỳ vọng họ sẽ sử dụng nó trong khoảng 5 năm tiếp theo. Năm nay sẽ chứng kiến sự khởi đầu của AI khi được ứng dụng vào các thiết bị di động. MWC 2024 có gần 260 phiên thảo luận, trong đó mọi cuộc trò chuyện và tranh luận sẽ đề cập đến AI. MWC, triển lãm thường niên được tổ chức tại Barcelona từ năm 2006, là một trong những sự kiện gặp gỡ lớn nhất của giới công nghệ. Sự kiện ban đầu tập trung vào điện thoại di động, nhưng sau đó đã mở rộng sang tất cả các thiết bị kết nối như thiết bị bay không người lái và robot. Chúng tôi đã phát triển một dự án ý tưởng xoay quanh việc sử dụng công nghệ theo dõi mắt, eye tracking và AI trên điện thoại di động. Khách hàng có thể sử dụng nó để điều khiển từ xa chiếc ô tô của mình. Triển lãm di động thế giới MWC 2024 dự kiến thu hút 95.000 lượt khách tham quan và 2.400 nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, cùng chuyển sang những tin tức văn hóa đáng chú ý ngày hôm nay. Cùng với xu hướng phát triển toàn diện của âm nhạc toàn cầu, Việt Nam cũng ngày càng cho ra mắt những nghệ sĩ trẻ tài năng. Đột phá và không ngại thử thách, các nghệ sĩ trẻ ngày nay không chỉ hoạt động trong nước mà còn tạo ra nhiều dấu ấn tại các thị trường nước ngoài. Điều này đang mở ra một định hướng phát triển tiềm năng trong tương lai dành cho các thế hệ nghệ sĩ kế cận. Ra mắt vào tháng 3 năm 2022, trở thành từ khóa được tìm kiếm hàng đầu trên toàn cầu, nhóm nhạc Tempest gây chú ý với sự xuất hiện của một nghệ sĩ Việt với nghệ danh Hanvin, hay còn được biết đến với cái tên Ngô Ngọc Hưng. Chàng trai Yên Bái gây ấn tượng với tài năng toàn diện và một chiếc nón lá thường xuyên xuất hiện cùng anh trên các sân khấu. Mình muốn làm thế nào để quảng bá, mình có thể khoe được với Việt Nam là đất nước Việt Nam của mình đẹp như này, yêu Việt Nam lắm. Xa hơn tại châu Âu, năm 2023, nam ca sĩ Trọng Hiếu đã xuất sắc giành vị trí thứ 3 tại cuộc thi Eurovision Đức với những dấu ấn đậm chất Việt Nam. Hay dự án Trọng Hiếu kinh khủng khiếp được anh triển khai mới đây đã mang âm nhạc hiện đại với những dấu ấn truyền thống Việt Nam đến đường phố của những thành phố lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mang Việt Nam ra thế giới ấy, là một cái việc Hiếu không có thể làm được một mình, mà Hiếu cần sự ủng hộ của tất cả mọi người, của tất cả người Việt Nam trên cả thế giới. Khi tất cả cái năng lượng của mọi người được gom vào, được đoàn kết thì chúng mình mạnh hơn gấp vạn lần. Tuy nhiên, hành trình ghi dấu ấn tại nước ngoài của các nghệ sĩ Việt cũng gặp phải không ít thử thách. Nếu như những ai đã theo dõi chặng đường của Chi Pu thì có thấy rằng là trời, Chi vượt qua rất là nhiều chông gai và thử thách. Và trong thời điểm này khi mà hoạt động cả ở hai thị trường là Việt Nam và Trung Quốc, chắc chắn là rất là nhiều thử thách đấy, nhưng mà Chi vẫn luôn nhắc nhớ bản thân rằng là hãy vững tâm, vì chỉ có vững tâm mới có thể đưa mình lên được những đỉnh cao mới. Nhưng vượt qua thử thách, đằng sau những khó khăn là những sự đón nhận nồng nhiệt của các khán giả dành cho các nghệ sĩ Việt nói riêng và Việt Nam nói chung. Trở thành người hâm mộ của Hanbin là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Vì Hanbin luôn nói đất nước của cậu ấy rất tuyệt vời nên tôi đã quyết định một mình đi du lịch Việt Nam. Vì Hanbin mà vào năm 2022, tôi đã bắt đầu học tiếng Việt. Tôi muốn học tiếng Việt để có thể nói chuyện được với Hanbin dù tiếng Việt rất là khó. Sau Hanbin, Đặng Hồng Hải sẽ là nghệ sĩ Việt tiếp theo hoạt động tại K-pop trong một nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt.
ngày càng có nhiều nghệ sĩ Việt định hướng phát triển tại nước ngoài, không chỉ mở ra một hướng phát triển mới dành cho các nghệ sĩ trẻ, mà còn góp phần mang văn hóa và con người Việt Nam đến với khắp mọi nơi trên thế giới.